Thiện hiện như ý nghĩa đích thực, bố thí ba la mật đa của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực năm loại mắt của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực sáu phép thần thông của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực mười lực Phật của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành cái không nội của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bổn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn tịnh lự của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn niệm trụ của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành pháp môn giải thoát không của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về việc tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành bố thí ba la mật đa của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được cũng như vậy.
Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về sự tu hành năm loại mắt của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về việc tu hành sáu phép thần thông của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về việc tu hành mười lực Phật của người huyễn không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về việc tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của người huyễn, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng sắc của Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thọ tưởng hành thức của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng nhãn xứ của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng sắc xứ của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thanh hương vị xúc pháp xứ của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng nhãn giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng nhĩ giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tĩ giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sinh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thiệt giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thân giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng ý giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng địa giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thủy hỏa phong không thức giới của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thánh đế khổ của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng thánh đế tập diệt đạo của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát